5 giờ sáng rồi. Ha 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 ha. Xin chào, ngủ ngon không các bạn? Ui da, cái móng bạn này sao bán vậy? Mấy bạn ơi, mấy bạn à. Mấy bạn sẵn sàng đi phóng sanh nữa chưa? Trời ơi. Phóng sanh không nào, đi phóng sanh nào. Rồi, cái nhà của Ré Cá Ti Ti đẹp không mọi người? Những ai đang nuôi ré cá làm thú cưng ơi. Thầy ơi, một cái nhà của con ré cá là phải như vậy nè mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người phải có một cái sân vườn như vậy cho nó nè mọi người à. Chỗ này là cho nó nghỉ ngơi. Vậy nó nghỉ ngơi xong rồi đó nó sẽ đi đâu? Buổi sáng sớm nè, hôm nay nó sẽ đi ra rừng nó bơi. Và rừng đây cách nhà nó chỉ 1 phút thôi. Đây là khu bảo tồn của nó. Và Tuấn đã có một mô hình giống như vườn quốc gia Cát Tiên. 5 giờ sáng. Hello baby. Cho mấy bé vịt ăn cái đã. Rồi mình sẽ đi bơi với đá cá nha. Cuộc sống của Tuyền cá là như vậy nha. Mình sẽ sống như vậy cho đến ngày đại hồng thủy. Ré cá, cá heo, cá voi sẽ đến rừng này để tiễn mình, đưa mình đến vùng đất tốt đẹp hơn, đưa mình đi cứu độ chúng sinh. Yeah. Chờ mấy bạn cá heo tới nữa thôi. Ré cá là ok rồi. Biển khổ tương lai rất là lớn. Con người còn đối diện với đại dịch ngày một khủng khiếp hơn khi quý vị đô thị hóa ở các khu rừng ngập mặn. Gieo nghiệp ác cực lớn với các thần sông, thần biển, thần núi, thần rừng. Họ sẽ tạo ra những dịch bệnh khủng khiếp hơn để kiểm soát nhân loại. Và tiên cá thì sẽ dẫn dắt những người cuối cùng, những người may mắn, những người có đủ phước báo nhân duyên để thoát khỏi biển khổ. Bên cạnh đó là những thần thú chó cá, rái cá, cá heo, cá voi sẽ đi cùng tôi ơi. Bây giờ tôi sẽ ra sông để tập luyện cái đã, để giữ cho cái thân thể tiến hóa nội tạng không bị dịch bệnh này gây hại cho sức khỏe. Phải duy trì một cơ chế tập luyện thích nghi với nước giống như rái cá vậy đó. Người ta ra sông để bắt cá. Hey, Funny, get out. Funny, get out. Quick, 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 quick. Let's swimming. Người ta ra sông để bắt cá, còn tôi ra sông để phóng sanh giải cứu động vật. Ơi, các bạn không ủng hộ tôi là một sai lầm lớn trong cuộc đời của các bạn. Sẽ không ai dẫn dắt các bạn qua biển khổ đâu. Không ai có đủ năng lực làm điều đó. Chỉ có người miễn nhiễm với Covid-19 mới có thể làm được thôi. Và tôi chính là người ấy. Bạn không ủng hộ tôi, bạn ủng hộ chơi game à. Ai, một ngày đẹp trời đang ngồi chơi game, nhìn ra cửa sổ, sóng thần cao hơn mấy tòa nhà đập vào bạn. Bum! Chưa kịp thức tỉnh thì bạn đã lên đường đến địa ngục rồi. Địa ngục đó chứ không phải thường đâu nha. Địa ngục thưa bạn. Bởi vì sống mà không biết tạo phước thì chỉ có đến địa ngục mà thôi. Hey, what you doing? Vichy, stop. Oh my goodness. Okay, let's swimming. Hey, đi bơi nào.